quý vị và các bạn, hiện tôi đang có mặt tại cổng đền Quốc Mẫu Âu Cơ hay còn gọi là đền Hoàng Xá. Đền tọa lạc bên bờ sông Hồng, thuộc thôn Tân Hưng, xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Đây là ngôi đền duy nhất của tỉnh Hưng Yên tôn thờ Quốc Mẫu Âu Cơ, vị tổ mẫu của người dân Việt và 24 vị quận công của làng Hoàng Xá, những người đã có công âm phù trợ giúp cho vua Lê Đại Hành đánh đuổi quân Tống xâm lược, đem lại thái bình cho đất nước, ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Đền Quốc Mẫu Âu Cơ là một công trình tín ngưỡng cổ kính với những giá trị đặc sắc về vật thể và phi vật thể, niềm tự hào của bao thế hệ người dân xứ Nhãn. Theo thần phả và bức châm thư còn lưu giữ tại đền, cũng như qua lời kể của các cụ cao tuổi trong làng và Đại Đức Thích Minh Thông, trụ trì chùa Hoàng Xá. Mùa xuân năm 981, vua Lê Đại Hành dẫn quân sĩ ngược sông Nhị Hà đánh đuổi giặc Tống Chiêm. Đến đoạn qua trang Hoàng Xá, nay là xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, trời đất bỗng tối sầm, mưa to gió lớn, nước sông cuồn cuộn sóng dâng. Vua và quân sĩ không đi được, đã phải dừng thuyền lên bờ, vào trú ở đền trang Hoàng Xá. Khi trời quang mây tạnh, bỗng xuất hiện một người con gái có sắc đẹp chim sa cá lặn, dung mạo nguyệt nhường hoa thẹn, môi son má phấn, mắt phượng mày ngài, mười phần xuân sắc, khóe mắt trong tựa là nước mùa thu tiến đến. Nàng xưng tên là Hưu Di Phu Nhân, nhà ở trong miếu và nói rằng: nay trời đất an bài, núi sông đã định, ta vâng mệnh chiếu chỉ của thiên đình hiện xuống, âm thầm phù giúp bệ hạ trừ giặc lập công, ngày sau vinh hiển. Nói xong nàng biến mất. Vua lấy làm lạ, liền cho triệu các phụ lão đến hỏi cho rõ ràng. Các vị phụ lão tâu rằng: trang của chúng thần quả có thờ một vị thần tên hiệu là như vậy, rất linh ứng. Hôm sau vua cho làm lễ tạ và ngâm một vế đối: cửu tiêu bộ dáng thần quang hiện, nhất đới uông dương hạo khí phù. Dịch nghĩa: từ chín tầng trời giáng xuống, thần quang hiện hiện, một dải non sông hào khí nổi khắp muôn phương. Ngâm xong, vua lập tức truyền treo bảng, truyền hình khắp các quận huyện, mời các hiền tài văn võ dũng lược đến để nhận quan tước, dẫn quân đi giết giặc Tống Chiêm. Ngay sau đó ở trang Hoàng Xá, có 24 người đến cùng tâu rằng: chúng thần có chút tài mọn, trí nhỏ, nay thấy bệ hạ đích thân cầm quân đánh giặc Tống Chiêm, lại treo bảng vàng cầu hiền tài, chúng thần cũng muốn làm sáng thêm trí lớn, mở rộng cơ đồ. Nghe xong, vua Lê Đại Hành rất cảm kích và đã trọng dụng. Nhà vua đã phong cho 24 vị là đô đốc quận công, giao binh quyền cho 24 vị đi tuần phong các ngã đường và mang quân đi đánh giặc. Vua Lê cùng một số quân sĩ đóng đô tại đền trang Hoàng Xá đợi tin thắng trận. Với tài năng của mình, các tướng mang quân xung trận đã nhanh chóng đánh tan giặc Tống Chiêm, chém đầu tướng giặc là Hầu Nhân Bảo, thu được khí giới nhiều vô kể, đánh đuổi giặc ra khỏi bờ cõi. Theo truyền ngôn của nhân dân địa phương, Hưu Di Phu Nhân chính là tổ mẫu Âu Cơ. Để tạ ơn tổ mẫu Âu Cơ, ngay sau khi thắng trận, vua Lê Đại Hành hạ chiếu cho xây dựng đền thờ Quốc Mẫu Âu Cơ ngay tại trang Hoàng Xá, nay là thôn Tân Hưng, xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Ngôi đền thờ tổ mẫu Âu Cơ ra đời cách đây thì trên dưới 1.000 năm. Đích thân vua Lê Đại Hành viết 4 chữ là Anh Linh Thượng Đẳng Đại Vương Bách Tôn Thần, và viết một bức châm để ca ngợi về công lao cuộc đời của tổ mẫu Âu Cơ mà hiện giờ đang trưng trên này.
Đền Quốc Mẫu Âu Cơ được khởi dựng vào thời vua Lê Đại Hành trên một khu đất cao giáo thoáng đãng. Cách đó không xa là ngôi chùa Hoàng Xá. Đây được xác định là điểm tụ phúc tụ thủy cho cả làng Hoàng Xá, nay là làng Tân Hưng. Trải dài theo thời gian trên 1.000 năm, với những thăng trầm của lịch sử, sự xâm hại của thiên nhiên, nhiều hạng mục của đền đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Với tình cảm và trách nhiệm đối với các bậc tiền nhân, đặc biệt là sự ngưỡng mộ của người dân nơi đây đối với tổ mẫu Âu Cơ, các thế hệ người dân nơi đây đã gom góp tiền của để trùng tu tôn tạo ngôi đền. Thời điểm đó được xác định là thời Nguyễn, niên hiệu Duy Tân. Từ năm 1970 đến năm 2019, chính quyền cùng nhân dân địa phương đã tiếp tục góp công góp của, phục dựng lại nhiều hạng mục của ngôi đền. Ngôi đền đang hiện hữu là tập hợp của các đơn nguyên kiến trúc bao gồm nghi môn, đền chính, mộ của 24 vị quận công và một số hạng mục phụ trợ. Bố cục mặt bằng tổng thể của đền được thiết kế theo hình chữ nhị, gồm 5 gian tiền tế, 3 gian hậu cung. Các cấu kiện và thành phần kiến trúc của ngôi đền đều được làm bằng gỗ tứ thiết còn tương đối nguyên vẹn và đồng bộ, mang đậm phong cách kiến trúc nghệ thuật thời Nguyễn. Kiến trúc đền thờ Quốc Mẫu Âu Cơ, hai bên là hổ ngậm chữ thọ, còn trên nóc là đắp nương long chầu mặt nguyệt. Gian trung tâm của đại bái là thờ Tam Tòa Đức Thánh Mẫu, còn hai bên là thờ Đức Thánh Trần và ông Hoàng Bảy, ông Hoàng Mười. Trong cùng là thờ Quốc Mẫu Âu Cơ, giữa chỗ sân trống là lăng mộ 24 vị quận công. Trong các giai đoạn lịch sử của dân tộc, cùng với thực hiện chức năng là nơi thực hành tín ngưỡng tâm linh của nhân dân trong làng, trong vùng, Đền Quốc Mẫu Âu Cơ còn là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc, của địa phương, góp phần vào thành công chung của đất nước. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đền là nơi nuôi dấu, che chở cho các đồng chí cán bộ cách mạng về địa phương hoạt động. Thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, đền được trưng dụng làm nơi sơ tán của các đơn vị cơ quan, công ty, xí nghiệp của Trung ương, của tỉnh, của huyện và được trưng dụng làm trụ sở của xã Hùng Cường trong nhiều năm. Trải qua quá trình lịch sử Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê và Thời Nguyễn, đền Quốc Mẫu Âu Cơ đã chứa đựng nhiều chiến tích lịch sử. Năm kháng chiến chống Pháp, đền Quốc Mẫu Âu Cơ tổ chức cho đội quân du kích tham gia đánh Bốt Ngọc Đồng, đánh Bốt Dốc Lá, đánh Bốt Dốc Suối và tổ chức cho dân quân du kích để đánh đường 39 lên đến Kim Động. Đồng thời còn tổ chức cho đội nữ du kích Hoàng Ngân tham gia chiến dịch đường 5, 55, 56 đã mở ra những phiên tòa tại đền xử tội các tên cường hào ác bá và địa chủ lúc bấy giờ, và đến sau hòa bình lập lại là những trụ sở hoạt động của chính quyền xã Hùng Cường để quyết sách những chính sách của những chiến lược xây dựng kinh tế, quốc phòng. Thưa quý vị và các bạn, đền thờ Quốc Mẫu Âu Cơ là một ngôi đền cổ được trang trí theo các điển tích dân gian, các đề tài tứ linh rất độc đáo và được chạm khắc theo các tư thế khác nhau của các linh vật rồng, phượng, long mã, rùa. Các đề tài trang trí và các mảng chạm khắc mang đậm dấu ấn và tài năng của những nghệ nhân thời nhà Nguyễn và là những thành phần quan trọng tạo nên những giá trị đặc sắc của công trình. Điều đáng nói, những đề tài trang trí ở các cấu kiện không chỉ truyền tải những thông điệp về mặt tín ngưỡng mà còn tạo nên những giá trị về mặt thẩm mỹ, nghệ thuật đặc sắc của di tích. Trước hết nói về hình tượng linh vật rồng. Hình tượng rồng được trang trí tại gian tiền tế của đền, mang đặc trưng của rồng thời Nguyễn, với bộ mặt hung dữ, mũi to, mắt lồi, trên đầu có nhiều gai sắc nhọn, có 5 đuôi tóc bay ngược về phía sau. Rồng được chạm nổi phần thân, phần đầu rồng được chạm theo lối bong kênh. Điều đặc biệt, hình tượng rồng không trang trí riêng lẻ, mà thường đi cùng với các linh vật phượng, rùa, long, mã,
để hợp thành bộ tứ linh trọn vẹn. Thứ hai là hình tượng linh vật rùa. Linh vật rùa được chạm khắc đan xen với hoa lá sen, lúc thì ẩn mình dưới lớp hoa lá sen, lúc thì ẩn mình dưới những lớp cuộn của sóng nước, thể hiện trí tuệ, tinh hoa và sự chắc chắn về việc học của người xưa. Đan xen với hình tượng rồng và rùa là hình tượng con chim phượng. Chim phượng ở đây được chạm khắc trong tư thế đang bay, hai cánh dang rộng. Mỗi cánh chim phượng có từ 4 đến 5 chiếc lông lớn, xen kẽ là những chiếc lông ngắn. Chim phượng mang ý nghĩa đầu đội công lý, mắt là mặt trời, mặt trăng, lưng cõng bầu trời, lông là cây cỏ, cánh là gió, đuôi là tinh tú, chân là đất. Người xưa cho rằng mỗi khi chim phượng bay là cả vũ trụ đang chuyển động, rất độc đáo và linh thiêng. Thứ tư là hình tượng linh vật long mã. Long mã được người xưa coi là một loài thú thiêng, là sự hóa thân của con lân. Long mã được chạm khắc dưới dạng đầu rồng, thân ngựa, vảy giống vảy rồng. Long mã tượng trưng cho trí tung hoành của Nam Nhi, có khả năng cõng cả thời gian và không gian chuyển động. Thứ năm là đề tài hổ phù. Hổ phù được đắp nổi phía ngoài hai bên hồi tòa tiền tế và được trang trí trên các nhang án. Hình tượng hổ phù ở đây được các nghệ nhân xưa khéo léo tô đắp, chạm khắc, đã cho thấy sức mạnh và quyền uy tuyệt đối của vị thần được tôn thờ tại di tích. Thứ sáu là đề tài lá hóa rồng. Tại tòa tiền tế của đền có 4 màng chạm khắc được trang trí đề tài lá hóa rồng. Đầu rồng được chạm khắc cách điệu từ lá. Thân rồng được chạm khắc theo dây leo uốn lượn hình xin. Chân vây đuôi rồng là những tay móc của dây leo, thể hiện tài năng đặc biệt về nghệ thuật chạm khắc của các nghệ nhân xưa. Thứ bảy là đề tài hoa văn cây cỏ. Các hoa văn cây cỏ được chạm khắc rất tinh xảo trên các con rường của bộ vì nóc, vì nách bên trái, bên phải tòa tiền tế. Cùng với hoa văn cây cỏ là các màng chạm khắc các hình lá lật cầu kỳ, sắc nét và rất độc đáo. Ngoài bảo lưu được những màng chạm khắc cầu kỳ tinh xảo, đền quốc mẫu Âu Cơ còn lưu giữ được một số hiện vật cổ vật rất có giá trị như các cỗ kiệu, tượng thờ quốc mẫu Âu Cơ, chuông đồng. Đặc biệt là các di sản tư liệu Hán Nôm, trong đó có bức châm cổ treo tại gian giữa tòa tiền tế, một cuốn thần tích bức đại tự. Với những giá trị đặc sắc tiêu biểu về lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật, năm 2020, đền thờ quốc mẫu Âu Cơ xã Hùng Cường được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh. Đến nay, qua quá trình thăng trầm của giai đoạn lịch sử, vẫn lưu giữ tại đình là một bức châm do vua Lê Đại Hành ban sắc từ chuông đồng đến tất cả các cái vần gỗ là long đi quy phượng được lưu giữ lại hàng gần 10.000 năm nay. Thế ngôi kiệu của tại đền Hoàng Xá này đến nay vẫn còn nguyên vẹn vào ngày mùng 7 đến mùng 10 tháng 3 hàng năm được tổ chức rước kiệu cũng tại ngôi đền này. Ngoài kiệu ra thì còn hai khu mộ của 24 vị quân công ở tại là phía Nam và phía Bắc tại ngôi đền này. Với những giá trị đặc sắc và độc đáo, từ lâu đền quốc mẫu Âu Cơ đã trở thành điểm đến hấp dẫn, trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tâm linh của nhân dân trong vùng, nơi để con dân đất Việt tri ân hướng về nguồn cội. Hàng năm, lễ hội đền quốc mẫu Âu Cơ diễn ra trong 3 ngày, từ mùng 8 đến mùng 10 tháng 3 âm lịch. Phần lễ luôn được địa phương chuẩn bị chu đáo và tổ chức hết sức trang nghiêm. Ngoài lễ vật mặn, còn có bánh chưng, bánh dày, hoa trà, quả thực, rượu và những lễ vật của các xóm và các gia đình trong làng dân cúng nhằm tôn vinh, tưởng nhớ đến công lao của quốc mẫu Âu Cơ và 24 vị quận công đã có công với dân, với nước.
Có thể nói, lễ hội đền Quốc Mẫu Âu Cơ là dịp sinh hoạt cộng đồng, phản ánh đời sống văn hóa tinh thần của người dân trong vùng. Thông qua lễ hội, nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau về đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của cha ông. Trong những ngày diễn ra lễ hội, các hoạt động dâng hương, dâng hoa, tế, lễ, rước nước cùng nhiều trò chơi dân gian đặc sắc hấp dẫn đã thu hút đông đảo người dân trong vùng và du khách thập phương đến tham gia lễ hội. Trong lễ hội tổ chức thì có nhiều những sự kiện diễn ra. Đoàn thứ nhất đi xuống ngã ba sông Hồng để rước nước về tế Quốc Mẫu Âu Cơ. Đoàn thứ hai là chống đồng Cần Tây đi vòng quanh toàn xã. Tất cả các cái sự kiện đoàn tế sinh tiền, đoàn múa sư tử diễn ra rất long trọng. Theo các cụ cao tuổi và các đồng chí lãnh đạo địa phương, đặc sắc nhất của lễ hội đền Quốc Mẫu Âu Cơ là lễ rước nước trên sông Hồng. Theo nghi thức, đoàn rước nước bắt đầu từ sân đền, qua cổng chùa Hoàng Xá, tới bến Trung Hà, đoàn rước lên thuyền xuống sông Hồng lấy nước. Thuyền chở đoàn rước nước ngược lên đầu dòng thuộc địa phận bãi Bồng Cởi. Đoạn giữa sông thì dừng lại để thực hiện nghi lễ lấy nước. Sau khi lấy đầy nước vào chóe, đoàn rước khởi giá về đền, làm lễ dâng lên ban thờ tổ mẫu và các vị thần. Nước dâng cúng được dùng để thờ trong một năm cho đến lễ hội năm sau. Đây là một nghi thức tâm linh, tín ngưỡng đặc sắc của nhân dân Hoàng Sa nói riêng, của cư dân nền văn minh lúa nước ven sông Hồng nói chung. Lễ rước nước đền Quốc Mẫu Âu Cơ là một nghi lễ linh thiêng, thể hiện tấm lòng thành kính của nhân dân tưởng nhớ công đức mẹ Âu Cơ và các bậc tiền bối. Vào mỗi dịp quốc rỗ mùng 10 tháng 3, cùng với cả nước hướng về đất tổ, những người dân Hưng Yên cũng long trọng thực hiện nghi lễ rước nước sông Hồng về dâng cúng tại đền Quốc Tổ Lạc Long Quân ở phường Lam Sơn và đền Quốc Mẫu Âu Cơ, xã Hùng Cường. Đây là những nơi lưu giữ những dấu tích lịch sử về cội nguồn dân tộc trên mảnh đất phố hiến Hưng Yên. Tôi rất vinh dự được các bộ lão trong làng đang tổ chức cử là chủ đoàn, được trực tiếp là người múc nước, đoàn rước nước chống rong cờ mở, rồi đoàn người khiêng kiệu nhạc bát âm lưu thủy là đi từ cửa đền xuống đến đình Trung Hà và làng Cao Xá, ra sông lên thuyền rồng và ra ba ba sông Lạnh, nơi giao hòa của ba con sông, sông Châu Giang, sông Lạnh Giang và sông Nhị Hà, mà gọi là sông Hồng bây giờ. Nước ở nơi đó là nơi trong nhất, mang hàm nghĩa là chúc lộc thọ, trọn vẹn, đầy đủ, sinh sôi và hạnh phúc. Và sau khi múc được nước xong, chúng tôi lại cho lên kiệu khênh về để dâng lên cúng Quốc Mẫu với ước nguyện cầu cho quốc thái dân an, thiên nhiên thì mưa thuận gió hòa và nhà nhà thì hạnh phúc ấm no. Tôi thấy tâm đắc nhất là lễ rước nước ở đây là một tục lệ được gìn giữ, và cũng qua cái lễ hội này thì tất cả nhân dân ở trong thôn, trong xã chúng tôi có cái dịp gặp gỡ, giao lưu cùng nhau để hướng về cái cội nguồn, biết ơn những vị thần, thánh mẫu đã có công với nhân dân và với đất nước. Hàng năm cứ đến mùa lễ hội tháng 3 của đền Quốc Mẫu Âu Cơ thì tôi cùng gia đình để về đây để dâng hương lễ mẫu. Tôi đến đây tôi cảm thấy nhận thấy là không khí ở đây rất trang nghiêm, thành kính, và ở đây có rất là nhiều những trò chơi dân gian hoặc cũng như là những hoạt động rất là vui vẻ sôi nổi. Tôi thích nhất là cái lễ hội rước nước, đi xuống phà xong đi ra sông Hồng mới đi khoảng mấy cây số đấy, xong lấy những nguồn nước trong sạch nhất để mang về dâng hương tế mẫu. Trao đổi với chúng tôi, các cụ cao tuổi và các đồng chí lãnh đạo địa phương cho biết, tháng 3 năm 2014, lễ hội cổ truyền tại đền Quốc Mẫu Âu Cơ là lễ hội được địa phương tổ chức trang trọng với quy mô lớn. Lễ hội đã thu hút trên 2 vạn người về dự, trong đó có sự tham gia đông đảo của nhân dân hai huyện Duy Tiên, Hà Nam và Phú Xuyên, Hà Nội.
nhân dân trong vùng cùng quý khách thập phương đã được chiêm ngưỡng chiếc bánh chưng có trọng lượng 5 tấn. Với những đặc sắc về lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và quy mô tổ chức lễ hội, Lễ hội Đền Quốc Mẫu Âu Cơ năm 2014 vinh dự đạt 2 kỷ lục: ngôi đền cổ nhất Việt Nam và chiếc bánh chưng lớn nhất Việt Nam. Năm 2014 thì trên địa bàn xã Hồng Cường làm chiếc bánh chưng nặng 5 tấn được công nhận là kỷ lục đối với quốc gia. Thì năm 2014 thì được công nhận có ngôi đền là cổ nhất Việt Nam để trùng tu tôn tạo khuôn viên đền với tổng mức đầu tư là gần 12 tỷ. Địa phương đến nay là hoàn thành 5 gian tiền tế. Thì còn trung từ, còn hậu cung địa phương tiếp tục tôn tạo, đặc biệt đối với hậu cung là nơi thờ mẫu đến nay đã xuống cấp rất là trầm trọng. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói đền thờ Quốc Mẫu Âu Cơ ở thôn Tân Hưng, xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên là một nhân chứng lịch sử đặc biệt, một tài sản vô giá của tỉnh Hưng Yên. Những giá trị đặc sắc ẩn chứa trong lòng của ngôi đền là biểu tượng cho tài năng, trí tuệ, tinh thần đoàn kết và truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam từ cách đây hơn 1.000 năm. Di tích đền thờ Quốc Mẫu Âu Cơ chẳng khác nào một bức tranh cổ vô giá, phản ánh về một thời kỳ dựng nước và giữ nước đầy oai hùng của dân tộc, niềm tự hào của dòng giống Lạc Hồng. Hy vọng với những giá trị đặc sắc về vật thể và phi vật thể, đền Quốc Mẫu Âu Cơ sẽ sớm trở thành một điểm đến, một địa chỉ tâm linh hấp dẫn trên quê hương xứ Nhãn.